Xin chào, và trước mặt tôi là viên pin 2.4V 80mAh. Viên pin này là pin sạc công nghiệp NiMH chuyên dụng dùng để nuôi nguồn BLC, đã được nhà máy tích hợp hai viên pin đồng xu cúc áo nhỏ lại với nhau với hai chân thép nhọn hai đầu. Pin có dòng điện 2.4V, dung lượng 80mAh. Viên pin này được bảo hành sử dụng 3 tháng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Tràng An. Mua hàng gọi số 0909 911 096, 0903 352 340 hoặc liên hệ 1165 Trận Đạo, phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn.